trẻ con. Mày lớn trẻ con. Các cụ nói rồi, ngã ở đâu đứng lên ở đấy. Thế nên hai mẹ con phải thực hiện lại màn hoán đổi thân xác đúng vị trí mà bị hoán đổi. Mẹ đúng kinh tuyến vĩ tuyến này chưa? Đúng. Thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Giờ hai mẹ con chỉ cần dậy lại đúng tư thế ban đầu, đúng vị trí này, kiểu gì cũng trở lại bình thường. Đúng là bố con mãi đỉnh. Round 1 3 2 1 Action. 26 số 3 chào anh em nhá. Thế nào? Hiệu nghiệm chưa? Vẫn như cũ. Thôi, không sao. Lần 1 không được thì lần 2. Thousand years later. Cái tình cảnh éo le như thế này mà con còn muốn trang điểm nữa bác. Sao mẹ bi quan thế nhở? Cứ coi như là mẹ đang hồi xuân, còn con thì lại được trở thành người lớn. Mẹ cứ enjoy cái moment này đi. Chẳng hiểu nghe nó giống ai. Giống mẹ mới còn giống ai nữa. Mà không biết cô ta làm vậy làm gì nhở? Chắc chắn sẽ quay lại ra điều kiện đúng không? Không thích thì hợp lý đấy. Thế thì chúng ta chỉ cần ngồi đây đợi cô ta đến là xong. Hai mẹ con đúng là gà. Tưởng người ta là gà, hóa ra mình là hóc. Thế bây giờ á, mình đã chờ mấy tháng rồi. Thế nhỡ người ta tận 10 rồi 20 năm nữa mới quay lại thì làm sao ạ? Đúng rồi, chờ người đến khi nào nữa. Nếu mà không được thì hai mẹ con đi phẫu thuật thẩm mỹ, thế là trở lại bình thường, đúng không? Anh chỉ đóng góp ý kiến thế thôi, hai mẹ con không sống thiếu anh nữa đâu. Rồi, ra đây đi. Để trở lại như cũ, hai người phải hy sinh người mà hai người yêu quý nhất. Người yêu quý nhất? Có lẽ là